Lý phu nhân, người đến đúng lúc lắm. Tên phế vật này chiếm đoạt tôn vị, mong người trừng phạt. Lâm Mặc, thấy rồi chứ, quốc sư phu nhân đến rồi, còn diễn được sao? Mau cút xuống cho tôi. Chỉ cần bây giờ cậu quỳ xuống, bò từ đây ra, tôi sẽ gắn cho cậu một cẩu bài. Lý phu nhân, bà là quốc sư phu nhân, quyền cao chức trọng, có tầm nhìn rộng. Huống hồ Thiên Y đại nhân từng cứu bà một mạng. Tên phế vật này công khai xúc phạm uy danh của Thiên Y đại nhân, bà không thể không quản lý chứ. Nếu không, lát nữa tôn thượng đến, các vị ở đây sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm. Lâm Mặc, hay là chúng ta đi thôi. Bà xã, hôm nay em là nữ chính của lễ kế nhiệm này, bọn họ mới là những tên hề. Không sao, xem kịch tiếp thôi. Mấy kẻ có mắt như mù, Thiên Y đại nhân ở đây, các người bị mù hết rồi sao? Lý phu nhân, ý bà là sao? Lâm Mặc, cậu đã cho Lý phu nhân lợi ích gì? Đừng đừng là quốc sư phu nhân lại diễn kịch cùng cậu. Vận động não đi. Phải bỏ bao nhiêu lợi ích mới có thể khiến quốc sư phu nhân diễn kịch cùng tôi? Lý phu nhân, tên này sỉ nhục tôn thượng, bà lại để hắn tự do làm bậy. Lẽ nào bà thực sự đạt được lợi ích gì từ cậu ta? Không thì sao lại dung túng như vậy? Tôi làm gì còn cần cậu quản hay sao? Ngược lại là các người, nếu còn dám nói thêm một câu, đừng trách tôi giúp các người ra ngoài. Lý phu nhân, bà vừa khỏi bệnh, không nên tức giận. Lui xuống đi, việc này giao cho tôi là được. Đa tạ Thiên Y đại nhân cảm thông. Vậy tôi xin cáo lui. Lâm Mặc, cậu vội vã bảo Lý phu nhân rời đi, có phải sợ bị lộ không? Còn phải nói sao? Nếu cậu ta là Thiên Y, sao chúng ta có thể đứng ở đây được? Cậu nói cậu là Thiên Y, hôm nay không chỉ là lễ kế nhiệm của Thiên Y, còn là lễ đính hôn của Thiên Hậu. Mày vẫn luôn miệng nói mình là Thiên Y đại nhân, vậy thì mày đã chuẩn bị gì cho Thiên Hậu? Lâm gia ở Đế Đô chuẩn bị cho Thiên Hậu dương miệng Phượng Hoàng duy nhất Long Quốc. Đây là bảo vật vô giá, chỉ có người tôn quý như Thiên Hậu mới xứng. Lâm Mặc, nếu cậu nhận mình là Thiên Y, chắc quà của cậu chắc quý giá hơn thứ này chứ. Lâm Thiếu, anh đùa sao? Tên phế vật này, nếu không có Khương gia, bây giờ không biết đang giặt rác ở đâu, có thể có quà gì chứ? Người ta là Thiên Y tôn quý, nhất định đã chuẩn bị quà quý. Nói không chừng sớm đã chuẩn bị đồ giả. Dù sao chuyện này cũng không phải lần đầu. Thật không biết đường đường là Khương đại tiểu thư, sao lại nhìn trúng một tên suốt ngày chỉ biết lừa gạt. Bây giờ là muốn so xem quà ai quý hơn đúng không? Vốn dĩ tôi tính chờ đến lúc buổi lễ bắt đầu mới tặng quà cho Chỉ Khê. Nếu các người muốn so, vậy tôi sẽ mang ra. Lâm Mặc, cái này được anh nhặt về từ bãi rác nào vậy? Trông cũng ra gì đấy. Vừa nhìn đã biết chỉ được vỏ bên ngoài. Nhìn bên ngoài thì đẹp, ai biết bên trong là cái gì? Tiểu tử, nói đi, cái đấy là gì? Thứ bên trong hộp này là vật bảo tôi lệnh Hoàng Tuyền lấy từ Thiên Y Điện, dòng Minh Loan. Chí bảo Thiên Y Điện, dòng Minh Loan. Xin lỗi, trượt tay. Xin lỗi, trượt tay. Chiến thần Hoàng Tuyền là ai chứ? Là một trong hai vị chiến thần dưới trướng Thiên Y. Ngay cả tao cũng pháp không lưng khép nép. Mày nói mày lệnh cho ngày ấy mang đến. Nếu Hoàng Tuyền đại nhân đến, nhìn thấy cái này sẽ không trách tội tôi chứ? Lâm Thiếu, đương nhiên là không rồi. Nếu Hoàng Tuyền đại nhân nhìn thấy, còn khen anh làm rất tốt. Lâm Mặc,
cậu làm giả thư mời mua chuộc Lý phu nhân, ngồi trên tôn vị, bây giờ lại lấy ra dòng Minh Loan chí bảo của Thiên Y Điện. Không thể không nói, vì buổi lễ ngày hôm nay cậu cũng chuẩn bị công phu đấy. Đúng vậy, nếu là người khác, đó không chừng bị anh ta lừa rồi. Đáng tiếc hôm nay Lâm thiếu gia cũng ở đây, anh không lừa được. Người đâu, xử lý đống rác rưởi này cho tôi. Đợi đã, rác mà tôi nói là cậu ta. Chiếc dòng giả này tốt xấu gì cũng là dòng thật, cậu ta mới là bãi rác thật sự. Mau dọn dẹp đi, ngửi thấy liền buồn nôn. Hoàng Tuyên, còn không mau cút đến đây. Còn không mau cút đến đây. Không hay rồi, Tôn Thưởng tức giận rồi, đi mau. Tên khốn, dám xúc phạm Hoàng Tuyền đại nhân, muốn chết sao? Tên này điên thật rồi, dám sỉ nhục nghệ trước mặt nhiều người như vậy. Mọi người nghe cả rồi chứ? Không liên quan đến chúng tôi. Lâm thiếu, mong anh trực tiếp ra tay thu phục tên phế vật này, tạ tội với Hoàng Tuyền đại nhân. Nói không chừng ngày ấy vui vẻ sẽ tiến cử với Tôn Thượng, đến lúc đó anh sẽ một bước lên mây. Có đạo lý. Tiểu tử, Lâm Dịch Thần tao hôm nay sẽ xử lý mày, xem như tấm lòng khi tôi vào Thiên Y Điện. Hoàng Tuyền đại nhân đến. Hoàng Tuyền đại nhân đến rồi, có gan thì nói lại một lần nữa. Mau theo tôi tiếp đón Hoàng Tuyền đại nhân. Lâm Mặc, Hoàng Tuyền đại nhân đến rồi, hay là chúng ta cầu xin ngài ấy? Chỉ cần ngài ấy đáp ứng, có lẽ chúng ta sẽ không sao đâu. Bà xã yên tâm, cho hắn mượn 10 lá gan cũng không dám làm gì chúng ta. Bái kiến Hoàng Tuyền đại nhân. Sao Minh Loan lại dở rồi? Hay là Tôn Thượng không thích dòng Minh Loan? Hoàng Tuyền đại nhân, tên này không biết lấy đâu ra chiếc dòng rách, nói đây là chí bảo của Thiên Y Điện. Nhưng ngài yên tâm, để bảo vệ tôn nghiêm của ngài, tôi đã hủy nó rồi, chỉ là chưa kịp dọn dẹp, mong ngài lượng thứ. Dòng này là do ngươi hủy? Đúng vậy, chỉ là chiếc dòng giả mà thôi, sao lại như vậy? Hàng giả, dòng Minh Loan là chí bảo của Thiên Y Điện, là tôi đích thân từ Thiên Y Điện mang đến, chỉ có duy nhất một cái, là bảo vật vô giá, cậu nói nó là giả. Hoàng Tuyền đại nhân, ý của ngài là sao? Ý gì ư? Ý trên mặt chữ, chiếc dòng này là hàng thật. Không thể nào, vật quý giá như vậy, sao lại ở trong tay hắn ta? Chiếc dòng này là tôi từ Thiên Y Điện đến, tôi đưa nó cho ai, cần cậu hỏi sao? Lâm Mặc, anh còn quen với Hoàng Tuyền đại nhân sao? Đương nhiên rồi, vòng tay Minh Loan này là anh ta tặng cho em, vốn dĩ muốn cho em một bất ngờ, nhưng bị hắn ta làm dở rồi. Chiếc vòng này là chí bảo của Thiên Y Điện, nhưng Hoàng Tuyền đại nhân lại đưa cho anh ta. Chẳng lẽ anh ta thực sự là Tôn Thượng, hay là anh ta có quan hệ gì với Tôn Thượng? Không thể nào, tên phế vật này sao có thể có quan hệ với Tôn Thượng. Chiếc vòng này Thì ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Lâm Thiếu, anh biết gì rồi sao? Tôn Thượng đại nhân nhất định biết chuyện Khương Chỉ Khê có cửu âm tuyệt mạch. Người phụ nữ có cửu âm tuyệt mạch rất khó tìm, cả Long Quốc chắc cũng chỉ có một người. Nếu cùng phụ nữ có cửu âm tuyệt mạch song tu, có thể gia tăng tu vi. Tôi nghe nói tu vi của Tôn Thượng đã đạt cảnh giới tuyệt đỉnh, sắp đạt đến cảnh giới cao hơn. Xem ra tên Lâm Mặc này đã dâng vợ mình cho Tôn Thượng mới có quan vinh hiện tại. Thì ra là vậy. Nhưng dù tên đó có chút giao tình với Tôn Thượng, nhưng hôm nay hắn cướp đoạt tôn vị cũng khó tránh khỏi tội chết. Các vị, Hoàng Tuyền đại nhân và Bích Lạc đại nhân đã đến, mời các vị chuẩn bị, lễ kế nhiệm sẽ bắt đầu. Đáng ghét, lại bị hắn ta đi trước một bước. Không sao, rất nhanh Tôn Thượng sẽ đến, hắn ta mọc cánh cũng khó thoát. Tiểu tử, mày đi đến ngày hôm nay đúng là do tao xem thường mày rồi, nhưng nếu chỗ dựa của mày là người phụ nữ họ Khương này, mày khó thoát khỏi cái chết. Lâm Dịch Thần dám xúc phạm vợ tôi,
Lát nữa tôi sẽ khiến anh quỳ trước cô ấy xin lỗi. Một tên chỉ biết dựa vào phụ nữ, có năng lực đấy không? Bây giờ tao chỉ cách cảnh giới chiến thần một bước. Đợi tao trở thành chiến thần, tao sẽ giết mày như giết một con kiến. Đợi tao thành chiến thần thứ ba của Tôn Thượng, ngay cả khi mày dựa người phụ nữ này, vậy thì sao? Chiến thần với tôi mà nói cũng chỉ như con kiến mà thôi. Chỉ dựa vào một tên gân cốt đứt đoạn như mày sao? Lâm Mặc, nói cho cậu biết, Lâm Thiếu không giết cậu căn bản là không bỏ cậu vào mắt. Đừng cho rằng Lâm Thiếu sợ cậu. Đúng vậy, đừng cho rằng anh có Quảng Truyền đại nhân chống lưng. Lâm gia cũng có giao tình với Quảng Truyền đại nhân. Lâm Mặc, nói thật cho mày biết, Lâm gia bọn tao đã qua lại với Quảng Truyền đại nhân nhiều năm. Còn tao sắp đạt đến cảnh giới chiến thần, mày nói Quảng Truyền đại nhân sẽ vì một phế vật như mày mà đắc tội với chiến thần sao? Vậy tôi cũng nói cho anh biết, cho dù Hoàng Tuyền có ở đây cũng không dám ăn nói với tôi như vậy. Hỗn xược, cậu dám sỉ nhục Hoàng Tuyền đại nhân, mắng thì sao? Cho dù tôi có tát, cậu ta cũng phải quỳ xuống tạ ơn. Cậu biết tại sao không? Vì cậu ta đánh không nổi tôi. Đừng nói là cậu ta, cho dù có hai chiến thần và bốn đại dương giả hợp sức cũng không phải là đối thủ của tôi. Giờ nào rồi, còn dám nói linh tinh, đúng là tìm chết. Chết? Từ sau khi tôi thoát khỏi Lâm gia, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, nhiều lần đứng trước bờ vực sinh tử, nhưng tôi đều đã vượt qua. Trên thế gian này không ai có thể giết tôi. Trước đây không có, bây giờ càng không. Bởi vì tôi chính là Tôn Thượng Điện Chủ mà mấy người vẫn hay nhắc đến. Sao có thể? Sao có thể? Sao khí thể của nó lại mạnh hơn mình? Rốt cuộc là sao? Anh ta không phải Lâm Mặc. Lâm Mặc chỉ là một tên nhà quê. Anh ta rốt cuộc là ai? Lẽ nào cậu ta là thật? Hai vị chiến thần, bốn vị dương giả của Thiên Y Điện đâu? Có thủ hạ. Chúc mừng Tôn Thượng chủ trì lễ kế nhiệm. Chúc mừng Tôn Thượng chủ trì lễ kế nhiệm. Tham kiến Tôn Thượng. Lâm Mặc, thì ra anh chính là Tôn Thượng. Thì ra Lâm Mặc chính là Tôn Thượng. Tôi lại tự mình quỷ hôn với Tôn Thượng. Chu gia đã bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Tôi sai rồi, từ đầu đã sai. Tôi lại luôn đối đầu với Tôn Thượng. Tôi không, tôi không tin, tôi không tin. Mày đã bị tao đoạn hết thể chất thuần dương, đoạn hết kinh mạch, sao có thể trở thành Tôn Thượng? Không có gì là không thể. Từ lúc tôi thoát khỏi Lâm gia, tôi đã thề nhất định khiến Lâm gia trả giá. Hôm nay bắt đầu từ mấy người. Tôn Thượng, để mặt tôi từng có hôn ước với ngài, xin hãy tha tôi một mạng. Tôn Thượng, Tôn Thượng, tôi cũng sai rồi. Tôi không nên coi thường ngài. Tôi không nên làm phiền ngài và Khương Tiểu Thư, xin hãy tha cho tôi. Tôn Thượng, tôi thực sự biết sai rồi. Bây giờ mới biết, muộn rồi. Người đâu, lôi bọn họ xuống, bàn chết. Đừng mà Tôn Thượng. Đừng mà Tôn Thượng. Bây giờ đến lượt anh rồi. Em trai, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi. Như này đi, tha anh một mạng, toàn bộ Lâm gia sẽ vì cậu mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chết không cáo từ. Lâm Dịch Thần, năm đó anh uống máu của tôi, đoạt thể chất của tôi, đoạn kinh mạch, nhưng có từng nghĩ đến ngày hôm nay? Hôm nay thật ra tôi có thể tha cho tất cả mọi người, nhưng anh phải chết. Còn Lâm gia của anh yên tâm, bọn họ sẽ đợi anh ở Hoàng Tuyền. Tại sao? Tại sao mày có thể trở thành Tôn Thượng? Lâm Dịch Thần tao rốt cuộc thua mày chỗ nào? Như vậy, có chết tao cũng lôi mày theo. Cảnh giới chiến thần trước mặt tôi cũng không làm được gì.
Tao không tin. Chẳng qua vận may của mày tốt thôi. Anh nói vận may tôi tốt. Nắm đấm này không màng tình thân, tàn hại huynh đệ. Nắm đấm này xúc phạm em dâu, không bằng cầm thú. Còn nắm đấm này để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, tôi có thể đi đến ngày hôm nay là bước ra từ biển máu. Anh nói vận may tôi tốt. Bích Lạc, thuộc hạ nghe lệnh. Hôm nay là ngày đại hỷ, không nên thấy máu. Mang anh ta ra ngoài xử lý, thi thể đưa đến Lâm gia ở đế đô. Tuân lệnh. Lâm Mặc, Khương Chỉ Khê, hãy gả cho anh. Gả cho ngài ấy. Gả cho ngài ấy. Lâm Mặc, không ngờ anh lại là tôn thượng của Thiên Y Điện. Với thân phận như vậy, sao lại làm chuyên viên massage? Nếu không làm chuyên viên, tìm đâu ra một bà xã quốc sắc thiên hương như em? Kết hôn rồi vẫn không nghiêm túc. Lâm gia đại thiếu gia chết ở Giang Thành, có phải Lâm gia sẽ tìm anh gây chuyện không? Một Lâm gia nhỏ bé mà thôi, không thể làm gì anh. Huống hồ nếu bọn họ không tìm anh, anh cũng sẽ đi tìm bọn họ. Mối thù của mẹ anh và anh năm đó nên báo thù rồi. Lão gia, tra rõ rồi, là Lâm Mặc mạo danh tôn thượng khiến thiếu gia đắc tội với tôn thượng. Năm đó nên giết tên tiểu tử này. Nếu không bây giờ thần nhi cũng không chết. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Bây giờ cậu ta bám vào tôn thượng, e rằng chúng ta không làm gì được. Không sao, tôi đã mời đầy đốc cửu môn Dương Kim Long, dưới trướng thủ phụ Long Quốc Chúc Thiên Trác, đợi đến tang lễ của thần nhi triệt để loại bỏ. Ta phải cho nó biết, cho dù có tôn thượng chống lưng, trước mặt Lâm gia chúng ta cũng chỉ là con dế. Cậu ta sẽ ngoan ngoãn tới đây sao? Tiện nhân đó trong tay chúng ta, hắn dám không đến ư? Đi, đưa mấy bức ảnh của tiện nhân đó gửi cho nó. Dân lão gia. Bích Lạc, điều tra Lâm gia sao rồi? Bẩm tôn thượng, ngày mai Lâm gia sẽ tổ chức tang lễ cho Lâm Dịch Thần. Những người có quan hệ với Lâm gia đều sẽ đến. Lâm gia. Ngoài ra thủ phủ của Long Quốc Chúc Thiên Trác đã gửi thư bái phỏng, muốn bái kiến tôn thượng. Cô nói với hắn tôi bận, bảo hắn đến từ đâu thì cút về đấy. Ngoài ra chúng tôi còn tra được một vài tin tức liên quan đến ngài. Nói. Có lẽ mẫu thân của ngài vẫn còn sống. Cô nói gì? Những năm nay ngài trốn khỏi Lâm gia, mẫu thân của ngài vẫn luôn bị Lâm gia giam cầm ngược đãi, đã bên bờ vực cái chết. Rút máu tôi, đoạn kinh mạch, cướp thể chất, bây giờ còn giam cầm mẹ tôi. Lâm gia, được lắm. Bích Lạc, tập hợp người của Thiên Y Điện, lập tức đến Lâm gia. Tôi muốn diệt tận gốc Lâm gia. Vâng, tôn thượng. Lâm thiếu gia ra đi thanh thản. Người đâu? Đưa tiện nhân kia lên đây cho tôi. Lâm Mẫu, mẹ của Lâm Mặc. Tiện nhân? Ngủ cái gì? Cút ra đây. Tiện nhân? Ngủ cái gì? Cút ra đây. Lâm Thiên Quyền, ông muốn làm gì? Muốn bà làm gì? Tôi muốn bà dập đầu với tiểu thần. Lâm Thiên Quyền, con trai tôi quay lại sẽ không tha cho ông.
Tôi sợ quá. Sợ quá. Tôi sợ nó không đến. Tôi đã bố trí rất nhiều thiên la địa võng. Nó dám bước một chân vào Lâm gia, tôi sẽ khiến nó chết không toàn thây. Không, tôi sẽ không để nó chết dễ dàng như vậy. Tôi sẽ lột da tróc xương nó, thắp đèn trời, tưởng nhớ tiểu thần. Súc sinh, Lâm Thiên Quyền đồ súc sinh. Con tôi cũng là con của ông. Ông đối xử với nó như vậy, ông sẽ chết không yên. Chết không yên. Tôi đường đường là gia chủ Lâm gia, lại sợ nó. Người đâu, đưa dao đi. Tôi sẽ dùng con dao này từng nhát cắt nội tạng, dùng máu đầu tim của bà, tạo con đường máu cho thần nhi đến hoàng tuyền. Yên tâm, đợi bà chết sẽ không để bà cô đơn. Tên nhóc đó, tôi cũng sẽ giết nó. Ông trời không có mắt. Lâm Thiên Quyền, tôi có làm quỷ cũng không tha cho ông. Làm quỷ? Sợ rằng các người ngay cả làm quỷ cũng không được. Đợi các người chết, tôi sẽ trộn tro cốt các người vào cơm cho chó hoang bên đường ăn, để các người vĩnh viễn không thể tái sinh. Lâm Thiên Quyền, tôi liều mạng với ông. Tôi liều mạng với ông. Muốn chết? Nếu bà muốn chết, tôi sẽ thành toàn. Lâm Thiên Quyền. Mẹ, mẹ không sao chứ? Mặc Nhi, mẹ sắp không xong rồi. Mau rời khỏi Lâm gia, không được quay lại, không được quay lại. Mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không ai có thể bắt nạt chúng ta. Tao còn tưởng là ai, thì ra là mày. Lá gan cũng không nhỏ, còn dám đến đây. Lâm Thiên Quyền, ông dám động vào mẹ tôi. Muốn chết, tiểu tử? Còn không thấy rõ tình thế sao? Dám hỗn sực ở Lâm phủ. Người đâu, đánh chết nó cho tôi. Để nó xuống dưới đấy, dẫn đường cho mẹ nó. Dám phạm thượng với tôn thượng, phải chết. Thuộc hạ xin được tiêu diệt Lâm gia ở đế đô. Tôn thượng, Lâm Mặc, mày không sợ chết? Mày chỉ nghĩ cần tìm trợ thủ liền thành tôn thượng sao? Dám giả danh tôn thượng động đến Lâm gia, tao xem mày có mấy cái mạng. Dám bất kính với tôn thượng, đáng chết. Đừng, tôi là Lâm gia ở đế đô, là ba ruột của cậu. Người đâu, hạ nó cho tôi. Đừng gọi nữa. Những người đó sớm đã bị tôi xử lý rồi. Không thể nào, không thể nào. Người của tao đều là những người kinh nghiệm dày dặn. Một kẻ kinh mạch đứt đoạn như mày, sao có thể hạ bọn họ? Tuyệt đối không thể. Mặc Nhi, sao con dám giả mạo tôn thượng? Đây là tội chu di thập tộc. Nhanh nhanh, nhân lúc người của Thiên Y Điện chưa phát hiện, con mau rời khỏi đế đô. Không, con phải mau rời khỏi Long Quốc, chạy càng xa càng tốt. Mẹ, mẹ yên tâm, có con ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Lúc nào rồi, con vẫn còn ra vẻ. Lâm gia kinh đô nhiều năm, kết giao với rất nhiều quyền thế, chúng ta đấu không lại. Mấy con chuột nhắt đó con không để vào mắt. Những gì Lâm Thiên Quyền đã làm với con, hôm nay con sẽ trả lại toàn bộ. Mặc Nhi, con hồ đồ quá. Giả mạo Thiên Y đại nhân, sao còn tự tin như vậy? Mẹ, hãy tin con, con thực sự là Thiên Y. Lúc nào rồi, đừng lừa mình dối người nữa. Mau rời khỏi Lâm gia, đi mau. Mẹ già rồi, đừng lo cho mẹ. Đúng là vở kịch mẫu tử tình thâm. Đáng tiếc, hôm nay mấy người đừng hòng rời đi. Tiểu tử, cho mày một cơ hội, quỳ xuống dập đầu với tao. Tao sẽ suy xét cho các người chết toàn thây.
Cánh tay này là Lâm gia rút máu, đoạn kinh mạch của tôi trong nhà lao. Mày dám phế tay tao, tao sẽ giết mày. Cánh tay này Tu La luyện ngục, tra tấn vô tận. Tao sẽ xé mày thành ngàn mảnh, nghiền cốt thành xương. Chân này là ông nhốt mẹ tôi, đủ loại tra tấn. Chân của tao. Chân này là khiến tôi bị địch bao vây, nhiều lần đứng giữa sự sống và cái chết. Phế rồi, tôi thành phế nhân rồi. Tứ chi đứt đoạn, tiếp theo sẽ là mạng của ông. Đừng, Lâm Mặc, mày không thể giết tao. Lâm gia và Dương Kim Long đề đốc Cửu Môn là Cố Giao, ông ta đang trên đường đến. Nếu mày giết tao, mày sẽ không chết dễ dàng. Một tên đề đốc nhỏ không đáng để tôi để vào mắt. Lớn miệng lắm, tiểu tử từ đâu đến? Tôi làm đề đốc nhiều năm như vậy. Dương Kim Long, đề đốc Cửu Môn. Cậu là người đầu tiên dám không để tôi vào mắt. Để tôi xem ai cho cậu dũng khí dám nói những lời như vậy. Đề đốc đại nhân, đề đốc đại nhân, báo thù cho tôi. Tên này đã phế tứ chi của tôi thành phế nhân rồi. Hãy báo thù cho tôi. Đề đốc đại nhân, Lâm Mặc không có ý đó. Đó chỉ là lo lắng nên mới nói bừa, mạo phạm đến ngài. Chỉ là lời lúc nóng giận, ngài đừng coi là thật. Cấp quả công tâm, lời lúc nóng giận. Mẹ, không cần cầu xin ông ta, chỉ là một đô đốc nhỏ bé, ngay cả tư cách quỳ trước mặt con cũng không có. Hỗn xược, lão phu làm việc ở Long Quốc mấy chục năm, ai gặp ta mà không phải kính cẩn? Cậu dám phát ngôn bừa bãi trước mặt tôi, hôm nay không ai cứu nổi cậu. Đề đốc đại nhân, thủ hạ lưu tình, tôi chỉ có người con là Lâm Mặc, ngài xem chúng tôi như cái đánh rắm đi. Bà là cái thá gì cũng xứng cầu xin tôi? Tha cho tên này cũng được. Tối nay đến phòng tôi. Đề đốc đại nhân, con trai tôi lớn như vậy rồi. Không sao, tôi thích người phụ nữ có kinh nghiệm, như vậy mới có phong vị. Đề đốc đại nhân. Sao, không phải bà muốn cứu nó sao? Không đồng ý thì xem nó chết đi. Nếu đã như vậy, tôi sẽ thành toàn cho bà. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Đề đốc đại nhân, chỉ cần ông tha cho Mặc Nhi, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Mẹ, đứng lên đi. Mẹ, con có thể giải quyết. Lúc nào rồi, con vẫn còn nói linh tinh. Con nhìn không ra mẹ đang cứu con sao? Đánh, tiếp tục đánh, đừng dừng. Nếu tôi thấy vui, tôi có thể để cho cậu ta được toàn thây. Chỉ là một đề đốc nhỏ bé, cũng dám bất kính với tôn thượng. Tôn thượng, chết đến nơi còn dám mạo danh tôn thượng. Nếu các người muốn chết như vậy, vậy đừng trách tôi không khách khí. Người đâu, đánh chết tên này cho tôi. Đem đầu hắn đến Thiên Y Điện thỉnh tội với tôn thượng. Mày chết chắc, đến lúc mày phải chết rồi. Sau khi mày chết, tao sẽ khiến mẹ mày đau khổ hơn tao gấp trăm lần. Xem ra không thể hiện chút thực lực. Các người vĩnh viễn không biết cái gì gọi là kính nể. Thực lực, một tên kinh mạch đứt đoạn có thực lực gì? Đề đốc đại nhân, ngài đừng bị nó dọa. Cho dù có chút thực lực thì có sao? Thủ hạ của tôi có ai không phải là chiến binh trải qua hàng trăm trận? Cậu ta chỉ cần tùy ý cũng có thể giết chết. Tiểu tử, tôi cho cậu cơ hội cuối. Quỳ xuống, liếm sạch giày cho tôi. Có lẽ tôi sẽ đồng ý giữ cho cậu lại. Đừng, đề đốc đại nhân, chỉ cần ông tha cho Mặc Nhi, chuyện gì tôi cũng đồng ý. Mẹ, yên tâm, con sẽ không sao. Bích Lạc, đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Muốn đi, hỏi qua tôi chưa? Lên. Tôn thượng, đối phó với mấy tên này, với sợ bẩn tay ngài, vẫn là nên để thủ hạ ra tay. Được, nhưng không được giết ông ta sớm vậy. Giữ mạng chó ông ta lại. Tên nghiệt chủng này, mày tìm diễn viên ở đâu cũng rất kinh nghiệm đấy. Chết đến nơi mặt cũng không đổi sắc. Chút thủ đoạn này có thể lừa đầy đốc đại nhân sao? Nằm mơ đi. Diễn xuất giỏi thì sao? Trên thế gian này chỉ dựa thực lực. Động thủ. Tôi còn cho rằng thủ hạ của đề đốc Cửu Môn mạnh lắm, thì ra cũng chỉ biết khua tay múa chân. Rốt cuộc các người là ai? Sao lại mạnh như vậy? Ông chỉ cần biết kẻ bất kính với tôn thượng
đều phải chết. Tôi là đầy đốc cửu môn, người đứng sau tôi là thủ phủ Long Quốc Chúc Thiên Trác. Các người dám động vào tôi, Chúc thủ phủ nhất định không tha cho các người. Thì ra chỉ là một con chó, chỉ biết cậy quyền thế ức hiếp người khác. Ông thấy Chúc Thiên Trác có thể cứu ông, trước mặt tôi ông ta chỉ có thể quỳ. Ông thấy hắn dám cứu ông không? Các người thật to gan, dám sỉ nhục Chúc đại nhân. Chúc thủ phủ là trụ cột của Long Quốc, các người sỉ nhục ông ấy chính là sỉ nhục Long Quốc, đó là tội tru di cửu tộc, các người phải chết. Dám làm tôi bị thương, được, tôi sẽ bẩm báo với Chúc thủ phủ, chém các người thành từng mảnh. Nếu không phải tôn thượng phân phó giữ mạng cho ông, thì con dao này sẽ đâm vào cổ của ông. Hay là ông gọi cho Chúc Thiên Trác, xem hắn có dám tới cứu ông không. Đến lúc này mày còn giả vờ, tao nói cho mày biết, ông ấy là nguyên lão của ba triều đại, ngay cả Lý Quốc Sư cũng là học trò của ông ấy. Dù là quyền hay thế cũng chỉ đứng sau quốc chủ, mày có bản lĩnh gì? Được, hai người đợi đấy, bây giờ tôi sẽ báo cho ngài ấy, băm các người thành trăm mảnh. Chết đến nơi còn cứng miệng, đi chết đi. Không cần phiền như vậy. Bích Lạc, cô gọi cho Chúc Thiên Trác, bảo ông ta trong vòng 10 phút đến Lâm gia, nếu không hậu quả tự chịu. Vâng, tôn thượng. Alo, Chúc Thiên Trác, tôn thượng phân phó trong vòng 10 phút mau đến Lâm gia, nếu không hậu quả tự chịu. Dám để thủ phủ đại nhân đích thân ý kiến, đó là vinh hạnh của ông ta. Ông ta cảm ơn còn không kịp. Mày tự cho mình là tôn thượng ư? Một cuộc gọi có thể khiến thủ phủ đích thân đến đây, mày xứng sao? Lâm Thiên Quyền, ông xem đứa con mà ông dạy giả danh tôn thượng, sỉ nhục thủ phủ, những tội này có tội nào không khiến ông chết vạn lần? Giả mạo tôn thượng. Mở mắt các người ra, xem cho rõ, đây là gì? Cậu nghĩ cầm một cục đá liền có thể mạo danh tôn thượng sao? Chưa nhìn thấy tôn thượng, ngay cả tôn thượng ấn của Thiên Y Điện cũng chưa thấy sao? Tôn thượng ấn, vì mạo danh tôn thượng, đúng là tên tiểu tử cậu cũng hao tâm tổn huyết quá. Tôn thượng, thứ vô dụng như này vẫn là để thủ hạ giúp người ra tay. Không được, hôm nay tôi muốn ông ta mang tiếc nuối mà chết, để ông ta biết cái gì gọi là không thể chọc giận tôn thượng. Diễn, diễn tiếp đi, diễn đến nghiện rồi đúng không? Tôi để cậu diễn. Dương Kim Long, Chúc Thiên Trác, thủ phủ Long Quốc. Dương Kim Long, lập tức dừng tay cho tôi. Chúc thủ phủ, sao ngài đến đây? Tên này giả danh tôn thượng, làm giả tôn thượng ấn, tôi tính quỷ nó. Dương Kim Long, não cậu bị chó tha rồi sao? Ý của ngài là sao? Lát nữa tôi sẽ xử lý cậu. Thủ phủ Long Quốc Chúc Thiên Trác, bái kiến tôn thượng. Xem như ông đến nhanh, hôm nay tha cho ông, đa tạ tôn thượng tha tội. Cái gì? Cậu ta là tôn thượng? Sao có thể chứ? Tôi không tin. Thấy tôn thượng còn không mau quỳ xuống. Tiểu nhân không có mắt, mong tôn thượng tha mạng. Tiểu nhân không có mắt, mong tôn thượng tha mạng. Sao? Bây giờ tôi có phải trả giá nữa không? Là tiểu nhân phạm thượng, mong tôn thượng tha mạng. Tha mạng. Ông ta là thủ hạ của ông, giao cho ông xử lý. Dân, thuộc hạ nhất định sẽ quản giáo nghiêm khắc. Người đâu, mang hắn đi, giám sát chặt chẽ. Tôn thượng, xin ngài tha tôi lần này, tôi không dám nữa. Lâm Thiên Quyền, chỗ dựa của ông không còn nữa, bây giờ đến lượt ông rồi. Ông làm đủ chuyện xấu, đã từng nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Đã từng hối hận chưa? Hối hận lớn nhất đời tao chính là chưa giết chết mày. Được, tốt lắm. Bích Lạc, giết sạch Lâm gia, không để ai sống sót. Dân, tôn thượng. Lâm Mặc, anh nói xem mẹ có thích em không? Yên tâm đi, có con dâu như em, mẹ vui còn không kịp. Đi thôi. Tốt, tốt. Mặc Nhi, có thể cưới được người vợ như con chính là phúc khí tám đời. Mặc Nhi, nhất định phải trân trọng chỉ khê. Nhưng mẹ yên tâm, sau này ba chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau.